Nhà vườn một tầng luôn là sự lựa chọn được hướng tới nhiều đối với các cặp vợ chồng trẻ có nguồn thu nhập vừa phải hay những cặp vợ chồng lớn tuổi đang có ý định xây nhà. Với nguồn kinh phí vừa phải, phong cách thiết kế đẹp, không gian thoáng đem lại tiện ích cho cuộc sống của gia chủ, nhà vườn một tầng được tung ra thị trường khá nhiều trong những năm vừa qua. Nhà đẹp Casey Home trong những tháng đầu năm đã cho ra đời nhiều mẫu nhà đẹp với nguồn kinh phí vừa túi tiền của người dân, trong đó phải kể đến mẫu thiết kế nhà vườn một tầng do gia đình chị Nga tại huyện Tân Yên, Bắc Giang làm chủ đầu tư. Sau đây, kính mời quý vị cùng Casey Home chiêm ngưỡng mẫu thiết kế nhà vườn một tầng này nhé! Hai vợ chồng chị Nga sau nhiều năm sinh sống và làm việc đã có một khoản tích lũy và mong muốn xây một ngôi nhà tại quê hương. Sau khi có ý định này, gia đình chị đã lên kế hoạch thiết kế một không gian sống cho hai vợ chồng và phong cách thiết kế nhà được anh chị lựa chọn là thiết kế nhà vườn một tầng với diện tích hơn 150m², sở hữu mặt tiền rộng cùng kết cấu cân xứng. Mẫu thiết kế của gia đình chị Nga trở thành niềm ao ước của rất nhiều gia đình trong khu dân cư. Điểm nhấn của ngôi nhà là bốn cột trụ vuông to nâng đỡ cho không gian mái rộng thoáng bên trên, tạo cảm giác vững chãi cho ngôi nhà. Trên cột ốp đá màu đen vân nổi sang trọng. Sảnh ngoài vào nhà là một điểm cộng cao của công trình này. Thiết kế bậc tam cấp lên xuống sảnh chính, sảnh phụ tòa nhà được các kiến trúc sư đặt nhiều tâm huyết khi lựa chọn màu sắc. Bậc tam cấp được ốp đá vân vàng nhạt để mang đến sự hòa quyện màu sắc với ngôi nhà. So với các mẫu biệt thự mái ngói xanh đen, mẫu biệt thự mái thái đỏ tươi nhà chị Nga mang phong cách kiến trúc hiện đại với nhiều chi tiết chấm phá mới mẻ, sáng tạo. Bên cạnh đó, sự đan xen nối tiếp giữa giá trị truyền thống và hiện đại được các kiến trúc sư thể hiện một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng và tinh tế. Các đường nét trang trí độc đáo, phối màu đồng điệu với mái ngói đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Chân tường được ốp đá tạo nên vẻ đẹp đẳng cấp và truyền thống. Hệ mái thái không chỉ làm cho ngôi nhà trở nên lôi cuốn về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại rất nhiều lợi ích. Mái thái giúp giữ nhiệt độ ổn định, tăng cường khả năng thoát nước và hạn chế tác động của gió lạnh. Đồng thời, mái thái tạo nên không gian thoáng đãng và mát mẻ, tạo sự thoải mái cho gia đình. Cửa chính và cửa sổ được làm từ chất liệu nhôm kính sinh pha cao cấp, mang lại sự bền bỉ và an toàn cho ngôi nhà. Hệ tường rào với cột trụ bê tông kết hợp khung sắt kiên cố không chỉ đảm bảo sự an ninh mà còn tạo điểm nhấn thú vị cho không gian. Khuôn viên sân vườn được bố trí một cách hài hòa, không gian được các kiến trúc sư Casey Home tận dụng rất sáng tạo, không chỉ là không gian xanh mát mẻ mà còn là nơi gia đình có thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Cây xanh được trồng rất tự nhiên để không chỉ tôn lên vẻ đẹp mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất của gia đình. Ngôi nhà được thiết kế với sự tận dụng mọi không gian, tạo nên một môi trường sống đầy đủ tiện nghi và ấm cúng cho gia đình chị Nga. Phòng khách được bố trí ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo ra không gian thoải mái cho việc gặp gỡ, tương tác của gia đình và khách mời. Tiếp đến là khu vực thờ cúng, nơi gia đình có thể thực hiện các nghi lễ truyền thống một cách tận hưởng và linh động. Ngôi nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ, được bố trí rộng rãi và thoải mái. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng. Mỗi phòng ngủ đều được kết hợp với một WC riêng biệt, tối ưu hóa sự riêng tư và thuận tiện cho gia đình và khách mời. Ngôi nhà vườn mái thái của chị Nga không chỉ là nơi ẩn mình trong vẻ đẹp truyền thống, mà còn là biểu tượng của sự hòa mình giữa hiện đại và quá khứ. Casey Home đã tận dụng mọi đường nét, màu sắc và vật liệu để tạo nên một tác phẩm kiến trúc độc đáo, là nơi chị Nga và gia đình thực sự gọi là tổ ấm. Đó không chỉ là ngôi nhà, mà là một câu chuyện kể về sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Casey Home gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình chị vì đã tin tưởng và đồng hành. Hãy nhấc máy và liên hệ ngay cho chúng tôi qua số hotline trên màn hình và nhớ đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để được tư vấn miễn phí nha! Casey Home, nâng tầm đẳng cấp sống.